Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hâu một cái con token có tên là Safi token các bạn, để giúp cho các bạn ít 5 đến ít 10 tài sản các bạn. Thì con này có mặt trên Coincheck các bạn với giá là 246 âm 7 số 4 âm 7 số 0 với số 4 các bạn. Khá là nhiều số 0 mà. Thì đây là website của nó các bạn. Mai sang làm đứng gọi thôi. Thì cái website của nó là mình dạng chat website nè các bạn. Hiện tại price của nó là giá 0.2467 đã tăng giọt lên 1% nè các bạn. Market của nó nè. Lượng volume giao dịch là 205. Hiện tại có 14.200 holder các bạn. Locket nè. Transaction nó 5% nè. Rewards holder transfer. Đây thì mình thấy có Google Map nè các bạn. Con chắc đây dự án này cũng mới ra các bạn. Rồi để hâu được con này thì các bạn click cái phần link mô tả dưới video của mình, các bạn copy con chắc các bạn, sau đó các bạn mở địa chỉ với chocolate của mình ra nè các bạn. Các bạn chọn mục đáp nha bạn. Các bạn thông cảm mà sáng cái máy mình video mình đứng quá. Rồi các bạn chọn vào ban kê swap nè các bạn. Trên đây thì các bạn chọn mạng BNB Smart Chain các bạn. Các bạn connect địa chỉ ví của mình các bạn. Rồi tiếp đây, tiếp tục thì các bạn chọn vào Select nè. Bạn chờ chút xíu các bạn. Rồi các bạn bắt con chắc nó vào các bạn. Rồi. Sorry các bạn ơi. Sáng cái máy mình bị đứng đơ đơ quá các bạn. Rồi, bạn dán con chắc nó vào các bạn. Rồi các bạn add token Safi token vào nè. Bấm ADD các bạn. Rồi các bạn bắt up gain nè các bạn. Thì các bạn bắt up lên các bạn. Trên đây thì các bạn chọn Safi token. Safi. Sáng sao cái máy nó đơ quá các bạn. Safi token. Đây nè các bạn. Rồi các bạn chọn đầu lên các bạn. Thì các bạn mua nó với giá là 0. Mình mua khoảng 50 đô đi. 0.08 BNB đi. Mình mua giá 0.08 BNB là mình được số lượng là 11.024. Số quá nhiều luôn, mình điểm không nói các bạn. Rồi các bạn chỉ swap nha các bạn. Asset. Các bạn bấm nhỏ asset nha bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm swap nha bạn. Sau cái máy mình sang giao dịch kỹ tờ. Nếu nó hiện ra cái mục bị lỗi giao dịch thì các bạn bấm bỏ nha bạn. Các bạn lướt trên đây các bạn chỉnh giá ra lên nha bạn. Vì những cái đồng coin gas này giá ra khá là cao các bạn. Thì các bạn chọn 10 nha các bạn. 5 không được thì các bạn chọn 10. Rồi bạn bấm bỏ nha bạn. Bạn tiếp tục swap lên nè. Swap. Chắc được quá. Nếu không được thì các bạn cứ tăng lên nữa nha các bạn. Rồi tăng lên 15 các bạn. Mười lăm không được nữa, tăng lên 20. Rồi bạn bấm bỏ, bạn bấm swap nha bạn, bấm complete swap là được rồi các bạn. Hiện tại mình mua với giá là 0.008 BNB là khoảng 47 đô, và phí ra 0.64 đô. Rồi bạn bấm chấp thuận nha bạn, bạn nạp vào để xác nhận các bạn.
Viscan. Ok, mình đã swap thành công rồi các bạn. Thì các bạn bắt up lên các bạn. Thì các bạn chọn qua một ví nha. Các bạn chọn vào một tìm kiếm các bạn bắt con sắt nó vào các bạn. Dán nè. Các bạn mở ra các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Vậy chưa, vậy chưa. À, mình đã về nè các bạn. Hiện tại giá tăng là 271% nè các bạn. Thì con số này con số ảo thôi bạn. Trên chocolate thì những thông số này nhảy hoàn toàn không chính xác nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn hold một token sau khi token đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn nhiều những video clip tiếp theo từ mình nhé.